một địa điểm rất là thú vị để chúng ta có thể vừa giải nhiệt và cũng như là bắt những con hến để về nấu cánh nha các bạn nhé. Hôm nay cả nhà đi nấu đi bắt hến để về nấu cánh đấy. Đấy. Vui lắm. Đấy. Và bây giờ là hành trình cả gia đình đi khé xúc hến nha các bạn nha. Em Sóc bỏ đô vào sông cột mà. Nghe lên. Em có áo chơi mè với. Em Sóc cầm chỉ để xúc hến đó. Bao nhiêu mùi à? Con có sợ mùi không? Con đi đi, con đi nhanh về ta. Ta đến chỗ ta có các bạc đang xúc hến kia nữa thế. Vừa được tập khé, vừa được xúc hến về nấu cánh rau vặt. Nào, em Sóc xúc được nhiều chưa? Ai mẹ hiền chưa thành quả chứ nào, này chứ là xúc được nhiều chứ nào. Ây da, được đó hả? Hến đi hơi nhỏ một xíu nhưng mà đảm bảo chất lượng nha các bạn. Rồi, mẹ hiền xúc đi. 15 kg luôn. Nhiều rửa nè. Mẹ lấy cái rổ thế mà vớt có chi. Chỗ ném cỏ trong kia kìa. Ra đây lấy đây. Đây. Hến rất là nhiều nha các bạn nha. Đây này, đây con này. Thấy chưa, thấy chưa, đó. Đây này này, đây này, dưới này. Đây này. Wow, nhiều chưa này, đó. Đó, để dương đi xúc cho nha. Đã không phải hến à. Đã không con? Khó không? Thấy luôn à? Nhìn thấy hến rõ ở đây đấy, chỉ có nhặt nữa thôi mà. Hến nhiều đến nỗi mới thấy nhìn nước trong. Nước trong đến nỗi mới nhìn thấy hến rõ luôn đấy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chị ăn xúc một rổ cho nè. Đây này, bố thấy hai con đây này. Đấy nha các bạn nhé. Con hến nó nhẹ cho nên nó được trống nó trôi đi. Đây. Đây, cao này. Ui trời. Cao thấy chưa? Đây con này. Bỏ cho mẹ đi, bỏ vào rổ ra, bỏ vào rổ một ít ra này. Được, ui trời. Đỉnh này. Ui trời, thích rồi. Nhiều thật thầy. Cái này hến nó nhỏ đó, em Sóc chụp được nhiều chưa? Đình. Giờ đi con này, bố thầy giờ đi này, đây chỗ này. Đây này. Đỉnh rồi. Em Sóc nhặt được nhiều ơi. Vừa tắm khé rất là mát và lại bắt được rất là nhiều hến để về nấu cánh nha các bạn nha. Đâu? Con đưa lên bò cho mẹ đi, đưa lên bò luôn rồi đi. Wow. Địa điểm này là ở khé độc của Tâm Thải nha các bạn nhé. Khé độc của Tâm Thải hiện tại như là thủy điện cũng đã không sản được nữa nên là khá là cạn. Cả gia đình đi bắt hến và tắm luôn cho nó mát. Một địa điểm rất là thú vị để chúng ta có thể vừa giải nhiệt và cũng như là bắt những con hến để về nấu cánh nha các bạn nhé. Hôm nay cả nhà đi nấu đi bắt hến để về nấu cánh đấy. Đấy. Vui lắm. Đấy, dụng cụ thì chỉ cần một cái rổ, cái rã để chúng ta vớt phân phân đá đẩy lên để chúng ta nhặt con hến được không đấy. Nha. Đây các bạn nha, hến rất là nhiều này các bạn này. Đây hến nhiều lắm này. Hôm nay mình hết đi. Bố sẽ lọc nó đi, mẹ cho lấy dây này. Đấy, cũng quay toàn cảnh, quay khác. Mình sẽ vớt cái phân cát ở dưới đây của bé này lên các bạn này. Bắt chân một lần như thế này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một buổi chiều, một buổi chiều là được 16 rồi. Nhặt cần lực lên. Mọi người chưa làm chôn bên đây này, sau đó lên. Sau đó mình sẽ hộp cái phần tất cả để mình đổ. Đúng quay xa xa thì được đúng không ạ? Vậy là cả chuyện. Đây. Mình rất là nhiều các bạn nhá. Đến chiều tâm như này này. Đấy. Cát đây. Để cát nhiều. Để dừng tay này. Vàng vàng. Em còn rổ đấy chứ. Rổ em lấy rổ về em cao chứ. Trời ơi, như sóng này nhìn này. Sóng nhạt đi, sóng nhạt lên. Đây cho con nhặt. Đấy, chị em đi con ngồi nhặt thế này. Đây, 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 đây. Con đây, đây, ngồi về mẹ nhặt đấy. Con đây, 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 đây. 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 Đây các bạn nhá. Đấy. Wow, nhiều ơi. Rất là nhiều hình các bạn ạ. Cực kỳ nhiều luôn. Bé ba thích lắm đúng không? Nhỏ này. Nhỏ này. Nhỏ
nhặt đi. Nào, quay cân cảnh nào. Wow, này hay. Trời, ôi rồi luôn, hình to lắm. Hình nhiều và to lắm các bạn nhá. Đẳng cấp lắm. Ê, một rổ hình rồi. Em gà được bắt được một rổ hình luôn á. Ờ, em chắc bỏ vô nữa đi. Được rồi. Em gà đừng có làm đổ ngoài này mẹ nạt cho nó nhá. Dạ. 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 Tí nữa là can luôn đúng không? Đây là gì là ở gần khẽ đấy là đi bắt hến, chiều là đi bắt hến. Bắt khoảng mấy cân đấy vậy anh? À vài yến. Được hai yến rồi. Wow, nhiều rồi, chỗ này nhiều rồi. Hả? Ở trong này á? Ờ đây hả? Wow, được một bì rồi đây này. Tuyệt vời đó. Bắt cả ngay luôn này chị. À mới xuống được bì rồi đó. À. Chỗ này nhiều đó hả? Đây bàn tay đây nó bắt rất là nhiều này. Nhiều lắm. Đây có cái lưỡi này người ta xúc vào để người ta đi đấy, một lần lấy có lẽ phải được 2-3 lượng. Cái này cho để lại đấy, cái rổ này dê lại hướng này thưa. Mình để đang xúc ở dưới thì đẩy lên này. Chỗ này cát nhiều là hẳn có nhiều này. Đến suối hay lúc nào có lúc được nhiều lúc như thế này. Dạ đấy. Được nhiều lúc ít. Nhìn thấy chỗ mà có cát nhiều thì có nhiều hơn. Hến thì nhiều nhưng mà khá là nhỏ. Cái này thì hiện tại chỉ bán là mấy chục nghìn, cân này 20 nghìn này chị. 10.000. À một cân 10.000 là cân cá vỏ á. À cá vỏ cân 10.000, nhưng mà khi về mình có làm ra không chị? Không, vì là lấy đi bán cái họ làm. À thì họ làm. Cái họ đại họ là lấy đi bán nhân. Dạ. Lượng 10.000 một cân được. Đó. Ờ đúng rồi, lượng 10.000. Thì bây giờ bố con đang ngồi nghỉ giải lao các bạn nha. Ăn bát. Cái này là cái gì đấy nhỉ? À, súp à. Ba trong bim bim. Gọi ra có. Có. Có nhá. Gọi cho gào nhá. À. Ngon này. Gọi đi, nó gọi em. Bột cà chua. Ngon lắm. Ăn cái bột miếng. Con lạc đi, con lạc đi. Ừ. Ừ. Ngon ơi. Con mời mọi người ăn bim bim đi, con quay lại. Kẹp chân lại. Rồi. Mời các bạn ăn bim bim. Ừ, em sắp cũng mời các bạn ăn bim bim à. Mời mọi người ăn bim bim. À. Mời mọi người ăn bim bim, vậy em chóc và em gào nha. Hôm nay em gào đi chơi với bố có vui không? Bố. Có à. Em bắt được nhiều hến không? Có. Ở đây là vị trí, ở đây là ở độc búa các bạn ạ. Khé độc búa nhá. Ở khé độc búa à, Tam Thải. Ngon này. Ngon tuyệt vời luôn. Em làm tập rồi ạ. Không, ăn là ăn một ăn này rồi đi ạ. Ngồi chơi đã.
tí nữa xuống tiếp. Ông thích cái thằng ngồi kia đây. Ngồi đây này, dưới chân ngồi đây này. Cho mát. Ông sao con chân cao. Ngồi hả? Ừ. Ừ, cho mát đây. Cả chân mềm mềm này. Oh, come.